Hương nát như cháo nhừ cho nên viết là mạt. Hương vụn như đất vụn tơi thì viết là miệt. Kinh văn, qua đó về sau tới Đủ Đạo Bồ Tát tán rằng đây là thuyết minh về việc thời sau hậu thời. Cũng giảng Phật cập duyên tốt rồi mới có đủ đạo mà Bồ Tát tu hành trong tự tu hành. Kinh văn sẽ được làm Phật tới Phật Thế Tôn tán rằng quả ký có sáu, đây là tự thể. Thời quá khứ cả trên diện đã từng quét dọn đất của tăng, thân thường sắc vàng, dung nghi nhàn nhã, nay lại được tận mắt thấy ánh hào quang, tận tai nghe thấy tiếng pháp âm, cho nên được gọi là Diêm Phủ Kim Quang. Nói rộng ra thì nhiều chuyện xu yếu độ cho vua Bát Đại Đa, có chỗ gọi là Bát Phạt Đa. Thiện Bộ Na Đề là tên một loại cây ở cạnh bờ hồ vô nhiệt của châu này. Có kinh nói cây ấy ở Bắc Ngạn châu này, gần dưới gốc cây ánh tử kim quang tỏa lên át cả ánh sáng mặt trời mặt trăng. Kinh văn, đất đó bằng phẳng ngay ngắn, tới người nhìn thấy đều hoan hỉ, tán rằng đây là mục nói về độ tướng có năm thứ. Một, bằng phẳng ngay ngắn. Hai, đất địa, ba cây, bốn dây, năm hoa. Cả trên diện tướng mạo đoan chính, ai thấy cũng ưa. Do cái nhân quét đất cho tăng, cho nên độ tướng ai thấy cũng ưa. Kinh văn, không có bốn đường ác, tới 20 tiểu kiếp. Tán rằng trong này có bốn thứ. Một, không có nẻo ác, ác thú. Hai, nhiều người trời. Ba, quyến thuộc. Bốn, thọ lượng. Kinh văn, bấy giờ Đức Thế Tôn tới chân thực không khác. Dưới là bảy tụng chia làm hai phần. Một tụng tiên cáo, hãy nghe đây. Sáu tụng chính cáo, chính thức bảo ban, đây là phần đầu. Kinh văn, ông ca chiên diền này tới để cúng giảng xá lị. Tám rằng dưới là ký có hai phần, hai tụng đầu là nhân ký, bốn tụng sau là quả ký. Đây là phần đầu. Kinh văn, thân cuối cùng ấy tới các thứ cúng giảng. Tám rằng đây là bốn tụng về quả ký chia làm bốn. Trong đây có hai, một tụng đầu là độ tướng, một tụng sau là phúc điển. Kinh văn, ánh quang minh của Phật tới hết cho nghiêm cho nước ấy. Tám rằng trong này có hai, một tụng đầu là tự thể, một tụng sau là quyến thuộc. Kinh văn, bấy giờ Đức Thế Tôn tới cung kính tôn trọng. Tám rằng đây là mục thứ ba, tôn giả Mục Liên được thụ ký. Trong văn này phân đoạn như trước, nhân ký có hai phần. Phần đầu là thời đầu sơ thời, phần sau là thời sau hậu thời. Thời đầu có hai phần, một hiện tại, hai sau khi diệt độ, đây là phần hiện tại. Kinh văn, sau khi chư Phật diệt độ, tới để dùng cúng giảng. Tán giảng đây là nói về sau khi diệt độ, có hai mục. Một, đầu là xây tháp, hai sau là cúng giảng. Kinh văn, qua đây về sau, tới cũng là như vậy. Tán giảng đây là nhân thời sau. Kinh văn sẽ được làm Phật, tới Thế Tôn. Tán rằng dưới là quả ký có bảy, đây là tự thể. Đà Ma La bạc trên đàn hương Phật, đa nghĩa là tính. A Ma La có nghĩa là vô cấu, không nhơ bẩn, thanh thế gộp lại nên lược đi chữ A, gọi là Đà Ma La. Bạc trì La có nghĩa là hiền, gọi tắt là bạc. Trên đàn hương, chữ hương thì là âm thời đường, tức là tính vô cấu hiền trên đàn hương Phật. Do Đại Mục Liên phiền não nhẹ nhỏ nên gọi là tính vô cấu. Nhân đức như hương có thể xông cho thơm tho nên gọi là hiền trên đàn hương Phật. Kinh văn, tên kiếp là hỷ mãn, tới ai thấy cũng ưa. Tán rằng trong này có ba, một tên kiếp, hai tên nước, ba độ tướng. Độ tướng có bốn thứ, một bằng phẳng ngay ngắn, hai đất địa, ba cây, bốn châu hoa. Kinh văn, nhiều các trời người tới 40 tiểu kiếp. Tán rằng trong này có ba, một nhiều nẻo thiện, thiện thú, hai quyến thuộc, ba thọ lượng. Kinh văn, bấy giờ Đức Thế Tôn tới phụng trì pháp của Phật. Tán rằng dưới là tụng về ký có 10 tụng chia làm hai phần. Đầu có 5 tụng về nhân ký, sau có 5 tụng về quả ký. Nhân ký có hai phần. Một, đầu có 3 tụng nói về khi Phật tại thế. Hai, sau gồm 2 tụng nói về sau khi Phật diệt độ. Đây là phần đầu gồm một tụng rưỡi gặp duyên tốt, một tụng rưỡi tu diệu hạnh. Kinh văn, sau khi chư Phật diệt tới đạo hạnh Bồ Tát xong, tán rằng đây là việc làm sau khi Phật diệt độ. Trường biểu kim sát, dùng vàng làm sát cõi Phật.
Tiếng Phạn gọi là Siết Đa La, đất ấy không có cán phướn khác. Liền úp bát lên trên tháp rồi cho phướn ở đầu cột, nay gọi là sái, là phiên âm sai, dùng để nêu cao cho nên gọi là trường biểu. Kinh văn: ở nơi nước Ý Lạc tới mà diễn thuyết Phật đạo, tán giảng dưới đây là năm tụng về quả ký có 6 thứ. Đây là phần đầu, gồm 2 tụng, trong này có 4 thứ: một tên nước, 2 tự thể, 3 Phật thọ, 4 nẻo thiện, thiện thú. Kinh văn: chúng thanh văn vô lượng tới tượng pháp cũng như thế, tán giảng đây có 2 thứ: một quyến thuộc, 2 pháp trụ lượng. Kinh văn: các đệ tử của ta tới đều sẽ được thành Phật. Tán giảng dưới là đoạn thứ 2 trong phẩm, nêu lên việc sẽ thủ ký là lý do của vòng thuyết pháp thứ 3, trong đó có 2 phần. Đầu gồm một tụng rưỡi, nêu lên việc sẽ thủ ký, sau gồm một tụng hứa sẽ thuyết, đây là phần đầu. Kinh văn: ta cùng với các ngươi, tới các ngươi hãy lắng nghe. Tán giảng đây là phần hứa sẽ thuyết cho, nhắc nhở tâm họ để họ chú ý nghe pháp. Kinh Pháp Hoa Huyền Tán quyển thứ 7 phần trước đã xong. Năm Bảo An thứ 3 tháng Chạp, ngày mùng 8 di điểm xong xuôi thì sư tăng giác chùa Pháp Long dùng bản của Viết Như Phòng chùa Hưng Phúc đem in để pháp được trụ lâu, để được vãng sinh cực lạc. Các bản sử dụng đều là điểm bản, riêng bản là dị bản. Quyển thứ 7 phần sau, Sa Môn Quy Cơ chùa Đại Từ Ân soạn. Phẩm hóa dụ thành: ba môn phân biệt: một, nói rõ dụ ý; hai, giải thích tên phẩm; ba, giải đáp thắc mắc. Một, nói rõ dụ ý có 4 ý: một, loại thượng trung căn nghe pháp đắc ký, loại hạ căn vẫn chưa hiểu rõ, cho nên Phật trình bày về duyên đại thừa đã kết trong quá khứ, đồng thời nói về hóa thành ví với tiểu quả, quả tiểu thừa hiện tại, trình bày về nhân xưa để khiến họ chứng thực thừa, thuật về quả nay để khiến họ bỏ quyền thừa, khiến họ biết họ hiểu rõ, hiểu rồi mới có thể thụ ký cho, chính vì thế mà có phẩm này. 2. Luận giải để đối trị 7 loại chúng sinh có đủ phiền não tính. Trong 7 loại tăng thượng mạng, hạng thứ 4 là hạng người có định, thực ra là không có nhưng lại tưởng là có, cho nên là tăng thượng mạng vì có tam muội thiền định thế gian. Thực ra không có niết bàn mà lại sinh niết bàn tưởng. Để đối trị loại này cho nên thuyết phẩm hóa thành dụ. Lại nói rằng, đối với hạng người thứ tư thì phương tiện khiến họ nhập Niết Bàn thành. Niết Bàn thành là chư thiền tam muội thành. Qua thành đó rồi thì khiến họ nhập Đại Niết Bàn thành. Người có định đó là đã đắc cái định của hạng phàm phu hữu học. Này nói việc xưa khiến họ nhớ lại mạng sở khởi này, hoặc là sự phân biệt ở dục giới, hoặc là phiền não ở thượng giới tam muội thành. Đó là chỉ thứ mà các hạng hữu học phàm phu trên tâm cầu mong tại vô học thân, sau hai trí, tận trí và vô sinh trí là giải thoát sở biến, là lìa cái vô năng biến thuộc thiền định thế gian, đó gọi chung là tam muội. Định này thuộc về hữu lậu gọi là thế gian. Trong này ý nói phải thuyết ba sự gọi là đại bát niết bàn, ba thừa cũng được trạch diệt giải thoát, tức là lý sinh không mà hàng vô học chứng được trong đạo giải thoát. Từ đó về sau hoặc khổ chẳng sinh gọi là giải thoát. Phật nói giải thoát này gọi là hóa thành. Chứng sinh không trí gọi là tạm nhập, vì dẹp các khổ nên nói là phương tiện nhập Niết Bàn thành. Sau dẫn tới bảo sở đó mới gọi là tới Đại Niết Bàn thành. Người nhị thừa ra hạnh trí cầu biến tác tướng này, cho tới lúc chính thức chứng giải thoát trong đạo giải thoát của bậc vô học, đều không có tự phân biệt cái này cái nọ. Sau khi ra khỏi đạo giải thoát rồi thì cái sở đắc của thế gian định do tâm duyên theo cảnh niệm niệm tương tục, vì tâm thô cho nên chẳng biết pháp mà chân trí chứng được, chỉ thấy tướng trạng giải thoát niết bàn mà gia hạnh mong cầu, liền cho đó là niết bàn, cho là có thực diệt. Há chẳng phải là cái giả giải đó là thế gian định hay sao? Cho nên nói rằng vì có thế gian tam muội nên thực sự không có niết bàn mà sinh niết bàn tưởng. Hạ phàm phu hữu học nghe giả giải này vì chẳng hiểu biết, cho nên cho là có thực niết bàn, khởi tâm kiên chấp tác ý ưa thích tới đó. Cho nên này phải phá chấp này, nói rõ thứ mà họ chứng giống như hóa thành vẫn là chẳng thực, chẳng nên cầu đạt tới đó, huống hồ đó là thứ sở biến giả tại bậc vô học như tứ đà mà người nhị thừa khởi lên
khi chính chứ chứng sinh không thì vẫn chưa khởi chấp, về sau lại quán hành tướng chính trí, trước đó thì chẳng đích thân đắc, lại thấy hành tướng mà ra hạnh mong cầu, liền cho đó là chân thực, bèn khỏi tứ đảo. Đây cũng như thế, chẳng phải vô lậu tâm cùng thế gian định đều là pháp chấp, vì sau khi xuất tâm đó mới khởi chấp. Đây là nghĩa mà Ngài Hộ Pháp và An Tuệ Sư nói, ngày các vô lậu tâm, thế gian định tâm của đạo giải thoát ở địa vị vô học cũng đều có pháp chấp. Trạch diệt sở chứng gọi là hóa thành, còn người khác cầu thứ đó là khởi tăng thượng mạng. Luận nói rằng đó là sở khởi của chúng sinh có đầy đủ phiền não tính, cho nên chẳng phải là vô học. Lại còn có chỗ giải thích rằng đây là do thế gian phàm phu chấp trước, cho rằng cái thiền định thế gian Tam Ma Bạt Đề đã chứng đắc, các lục hành đã đắc, cái giả phi trạch diệt, đó là chân Niết Bàn. Phật nói Niết Bàn mà hạng vô học nhị thừa chứng đắc là trạch diệt Niết Bàn. Đó là phương tiện khiến họ nhập, giống như hóa thành để họ nghỉ ngơi giữa đường cho đỡ khổ, rồi phải đi nữa để tới bảo sở, chứ thực ra vẫn chẳng phải là chân diệt. Huống hồ là giả giải tam muội thế gian mà hạng phàm phu các ngươi chứng được, mà lại chấp cho là thực diệt ư? Người hữu học chẳng khởi chấp này, còn phàm phu có. Dưới nói, đạo sư biết không mệt mỏi, liền diệt hóa thành. Ngài nói rằng, thành lớn trước đây là ta biến hóa làm ra, nói hóa, diệt hóa, thuyết về hóa thành, diệt hóa thành đi. Đó là để phá cái chấp cho rằng Niết Bàn của nhị thừa là thực thành. Đó là để diệt cái thành mà kẻ phàm phu chấp là có thực. Cho nên ở đây nên giải thích như của Ngài Hộ Pháp vân vân. 3. Trong 10 vô thượng của Phật thì thứ hai là thị hiện tu hành vô thượng, cho nên mới thuyết về bản sự của Đại Thông Trí Thắng Như Lai, Bồ Đề Đại Thừa khó thể chứng đắc, tu hành cũng khó thành, chẳng giống như Bồ Đề Nhị Thừa chóng đắc, hạnh cũng dễ tu, cho nên mới thuyết về sự Đại Thông Trí Thắng Phật 10 kiếp ngồi đạo tràng mới đắc Bồ Đề. Đây là văn tàn vì là thuyết về cổ sự, hoặc thuyết về sự tích Đại Thông Phật, chính là nói tự thân Phật thời ấy tu hành là một trong 16 vương tử, nay mới đắc Bồ Đề. Thêm nữa, các thành phần thời đó phát tâm, thời nay căn cơ mới thành thục, cho nên tu hành đại nhân chẳng phải bỗng chốc mà tu thành được, đó gọi là hành vô thượng. Chẳng thuyết về hạnh của Đại Thông Phật, tức là sắp sửa thuyết về thời nay, thì trước tiên cần phải nói về thời xưa. Do lấy quả này làm tên phẩm, nhưng nhân của nó cũng tỏ ra ngay trong đó rồi, chính vì vậy mà có phẩm này. 4. Trong người vô thượng thì thứ ba là thị hiện tăng trưởng lực vô thượng, cho nên thuyết thương chủ dụ, trước thuyết hóa thành, biết chẳng phải là chân diệt, chưa thuyết về thương chủ có khả năng đứng đầu các thương nhân, có thể dẫn họ tới Phật quả bảo sở. Này nói về dụ này, chính vì vậy mà có phẩm này. Đây là nghĩa tàn, chẳng phải là văn tàn. 2. Giải thích tên phẩm. Nơi ngự khấu an thần, phòng chống giặc giã, ổn định tinh thần thì gọi là thành. Vốn là không mà thành ra có thì gọi là hóa. Ngự khấu có nghĩa là dẹp được sự mệt mỏi trong vòng sinh tử. An thần là chứng nghiệm được sự yên vui tịch tĩnh. Cho nên ví với thành, đó là Phật tạm dùng phương tiện quyền nghi mà bày đặt ra, nên cũng gọi đó là hóa. Thành đã là hóa, nên gọi là hóa thành. Nay dụ pháp ấy, phẩm này thuyết minh rộng, nên gọi là phẩm hóa thành dụ. 3. Giải đáp thắc mắc. Hỏi, phẩm này thuyết minh hai nội dung. 1. Sự đại thông xưa, tức hành vô thượng. 2. Sự hóa thành nay, tức tăng trưởng lực vô thượng. Cớ sao chỉ lấy hóa thành làm tên gọi của phẩm này mà chẳng nêu sự Phật đại thông làm tên phẩm? Đáp, mục đích chính của việc thiết lập giáo cho phẩm này vốn nhằm trừ bệnh cho chúng sinh. Chúng sinh vốn có bệnh tăng thượng mạng, đối với cái mà mình vốn không có mà cho là có, chấp phi trạch diệt là chân, nay thuyết trạch diệt là hóa để trừ bệnh ấy, khiến họ sợ bỏ hóa thành mà tiến dần tới bảo sở, cho nên lấy hóa thành làm phẩm, chẳng lấy sự Phật làm phẩm. Kinh chính Pháp Hoa gọi là vãng cổ phẩm, nhằm làm nổi bật việc Phật quá khứ đã từng giáo hóa phát đại thừa chủng, khiến họ nhớ lại đó là nhân của sự thành thục ngày nay, mong họ hiểu ý mà dẫn dắt họ nhập đại thừa, chứ chẳng phải là chủ yếu phá tâm bệnh, cho nên kinh này chẳng lấy vãng cổ làm tên phẩm. Hơn nữa hóa thành là quả này đang được, còn đại thông là sự tại nhân xưa, lấy quả hiện hiện làm tên phẩm, chẳng lấy nhân ẩn tàng làm tên phẩm cũng không có gì sai trái.
Kinh văn: Phật bảo các tỳ kheo, tới A Tăng kỳ kiếp, tán giảng giới là vòng thứ ba, thuyết cho hạng hạ căn. Cứ theo như hai vòng trước cũng chia làm bốn đoạn. Một, phẩm này Phật dùng dụ để chính thức giáo hóa. Hai, phần đầu của nửa sao phẩm nói về việc mãn từ lĩnh ngộ. Ba, phần giữa của nửa sao phẩm là phần tiếp sau việc mãn từ lĩnh ngộ. Đoạn từ bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo rằng, các ngươi thấy trở xuống, đó là Phật trùng thuật thành. 4. Đoạn từ các tỳ kheo như Phú Lâu Na cũng ở thời bảy Phật trở xuống, đó là nói về việc Phật thụ ký cho họ. Đoạn đầu có hai phần. Một, phần đầu là Phật thuyết về nhân xưa, khiến cho họ nhớ lại việc lui khỏi đại thừa để theo tiểu thừa. 2. Phần sau từ các tỳ kheo hoặc Như Lai tự biết thời Niết Bàn đã tới, chúng lại thanh tịnh trở xuống, nói rõ quả nay khiến họ biết bỏ huyền mà lấy thực. Đây là phần đầu có hai ý. À, đầu tiên thuyết về nhân duyên xưa khiến họ tự hiểu rõ sự kia đã tu nhân đại thừa, nhưng thoái chuyển chùa tiểu quả, luận gọi đây là hành vô thượng, thuyết đại thông Như Lai bản sự. B. Sau đó thật rõ này đắc quả, luận gọi là phá chấp cho người có định, đó là hạng tăng thượng mạng, bởi vì thực sự là không có định mà lại cho là có định tăng thượng mạng. Hơn nữa vì họ mà thị thiện tăng trưởng lực vô thượng, nên thuyết dụ về thương chủ, thuyết sơ phát đại tâm khiến họ này lấy quả đại thừa, thứ đến là thuyết quả, sau là hóa, khiến họ này bỏ quả tiểu thừa, do đó mà chia làm hai. Phần đầu có hai mục. Mục đầu thuyết về sự nhân duyên quá khứ kết hội Phật tự thân. Mục sau là đoạn từ các tỳ kheo chúng tôi lúc còn là sa di giáo hóa từng người trở xuống, thuyết minh về sự nhân duyên quá khứ kết hội đệ tử. Ý này thuyết minh chung về quá khứ đã từng giáo hóa, đã kết duyên đại thừa khiến họ sinh tín giả, cho nên có sự giải thuyết này. Mục đầu lại có hai phần. Phần đầu của một trường hàng, một kệ tụng nói rõ đại thông cách thời nay bao lâu. Phần sau là đoạn từ Phật bảo cho các tỷ kheo biết thọ lượng của Phật đại thông chí thắng trở xuống, chính thức thuyết minh sự ấy. Trường hàng ở phần đầu lại có hai. Đầu là thuyết minh về Phật ấy ở thời nào. Sau là nói về mình có thể nhìn thấy. Trong phần đầu lại có hai mục. Mục đầu là mách bảo chung chung. Mục sau là vấn đáp. Mục đầu có bốn ý. Một, thời đại. Hai, tên gọi. Ba, tên nước. Bốn, tên kiếp. Đây là mục đầu. Kinh văn: Bấy giờ có Phật tới tên kiếp là đại tướng, tán rằng đây là ba nội dung cuối của mục mách bảo chung, tổng cáo. Kinh văn: Chư tỷ kheo tới tận địa chủng mọc, tán rằng dưới là mục vấn đáp có ba ý: một, hỏi; hai, đáp; ba, nói rõ thời đại nào. Trong mục hỏi có hai phần: A, đầu là so sánh; B, sau là hỏi. Đây là phần đầu. Chữ đọc là chủng, chữ đọc là má hoặc ma, nên viết là, tức là ma nghiên, xoa nghiền. Nếu là ma quỷ thì viết là, chữ ma chỉ ni cô, ni sư thì viết là, chữ ma chỉ bệnh tật thì viết là, không có trường hợp nào hai chữ và chữ đọc như nhau. Đây là nói âm Hán, riêng âm Hán Việt thì đọc như nhau. Kinh văn: Các người nghĩ thế nào? Tới không a, thưa Thế Tôn, tán giảng. Đây là vấn và đáp. Kinh văn: Các tỳ kheo tới A Tăng kỳ kiếp, tán rằng đây là thuyết minh về thời đại xa hay gần. Dưới là tiền trần đã hết, lấy có trược trần chẳng trược trần nay, gọi chung là mặc. Nếu một phi trần là một kiếp thì kể từ lúc Phật đó diệt độ đến nay còn nhiều hơn số đó. Chữ mạc có nghĩa là xoa bằng tay. Kinh văn: Ta dùng sức tri kiến của Như Lai tới cũng như ngày nay, tán rằng đây là nói rõ bản thân Phật đã có thể thấy trước, đó là do cái biết của túc mạng trí, cái thấy của tuệ nhãn. Hỏi: Thích Ca tu hành chẳng quá ba A Tăng kỳ, có sao trần kiếp cực nhiều? Bấy giờ ngài vẫn còn xưng là vương tử. Đáp: Ý thú có bốn. Một, bình đẳng ý thú, chỉ việc Phật nói rằng ta ở thời ấy đã từng có tên là Thắng Quán vì pháp thân bình đẳng. Hai, biệt thời ý thú, chỉ việc ngài nguyện sinh cực lạc, chúng sinh đều được vãng sinh. Tạm nghe danh Phật vô cấu nguyệt quang, định ở bồ đề đắc bất thoái truyền. Ba, biệt nghĩa ý thú, chỉ việc ngài thuyết các pháp đều không có tự tính, không sinh không diệt vân vân, bản lai niết bàn. Bốn, chúng sinh ý
lạc ý thú, có nghĩa là từ một thiện căn hoặc khen hoặc chê để khiến cho tăng tiến. Này đây y vào bình đẳng ý thú mà thuyết về các sự tích khác của Phật, tức là ta đây mọi thân bình đẳng. Nếu chẳng thế thì sao lại nói hết rằng qua bao nhiêu kiếp số đó thiện tâm vẫn tương tục cho đến hết ba tam kỷ kiếp. Đó là bàn chung về các tâm. Thế thì kiếp ấy tại thời Phật ấy Thích Ca vẫn xưng là vương tử, nào có hề chi. Hơn nữa căn cứ vào ngày đêm tháng mùa năm được gọi là kiếp. Thế thì việc Thích Ca tự thân ở trong ba a tăng kỳ kiếp nào có hề gì? Kinh văn: bấy giờ Thế Tôn tới tên là Đại Thông Chí Thắng, tán rằng dưới là bảy tụng chia làm hai phần. Phần đầu là năm tụng nói về thời gian đã lâu, phần sau là hai tụng nói về khả năng nhìn thấy. Phần đầu lại chia làm hai: một tụng đầu bảo rõ tên Phật, bốn tụng sau bảo rõ số kiếp. Đây là phần đầu. Kinh văn: Như Lai Vô Ngại Trí tới Thông Đạt Vô Lượng Kiếp, tán rằng đây là hai tụng nói về khả năng thấy được. Kinh văn: Phật bảo các tỷ kheo tới Na Do Tha Kiếp, tán rằng dưới là đoạn thứ hai chính thức thuyết minh sự đó, gồm trưởng hạng và kệ tụng. Hồi đầu là sự tích bản thân Phật, văn có bốn phần: một, Phật thọ thành đạo; hai, đại từ thời Phật ấy chưa xuất gia có 16 người con trở xuống, nói về việc chính truyền pháp luân; ba, đoạn từ bấy giờ 16 vương tử của Phật ấy đều là đồng tử xuất gia trở xuống, nói về việc con nối nghiệp truyền đăng; bốn, đoạn từ này các tỷ kheo, nay ta báo cho các ông biết, 16 vị sa di đệ tử của Phật đó trở xuống nói về sự sẽ thành Phật ngày nay. Đoạn đầu có ba mục: một, thuyết minh về tuổi thọ của Phật; hai, pháp khó được; ba, nói về sự đắc đạo. Đây là mục đầu. Kinh văn: Phật ấy vốn ngồi ở đạo tràng, tới vẫn chẳng ở ngay trước mặt, tán rằng dưới là thuyết minh về pháp khó được có bốn mục: một, chẳng hiện tiền; ba, giác hoa; hai, bảy tòa; bốn, nổi nhạc. Đây là mục đầu. Báo thân thành đạo về lý mà nói thì thực là khó, hóa thân thành đạo hóa hiện nào có trở ngại gì. Này đó là báo thân khác thị tướng khởi lên vậy. Luận nói rằng đó là để tỏ rõ bồ đề khó mà chứng được. Cứ theo kinh Hoàng Nghiêm thì có 10 sự, cho nên ngồi ở đạo tràng bắt đầu từ sự chấn động hết thảy mọi cõi Phật, cho đến sự lực thiện căn của bản thân thầy đều có thể thụ trì hết thảy chúng sinh. Cho nên việc ngồi đạo tràng phá lũ quân ma cũng có 10 nghĩa, bắt đầu từ việc chúng sinh trong đời ngũ trượt ác thế chinh phạt lẫn nhau, muốn làm nổi bật lực công đức của Bồ Tát, cho tới việc vì tùy thuận chúng sinh đời ngũ trượt cho nên thị hiện sự hàng ma. Chẳng thế thì ma oán có lực thắng trội gì mà dám đấu lực với Bồ Tát Như Lai. Hơn nữa, về việc Phật Thích Ca phá lũ quần ma, các bộ phái có ý kiến khác nhau. Có thuyết nói rằng sau khi thành đạo rồi mới phá quần ma, kinh Niết Bàn cũng theo thuyết này. Có thuyết nói rằng phá lũ quần ma rồi sau đó mới thành đạo, kinh Văn hiện có hai thuyết này. Cho nên ở đây Phật phá ma rồi sau mới thành đạo, sự này chẳng nhất định vì còn phải tùy theo sự thị hiện của Phật. Thêm nữa, Phật Di Lặc ngày ngày xuất gia đã thành đạo liền, còn Phật Thích Ca thì trước tiên phải khổ hạnh 6 năm, này mới thành đạo ở đây 10 kiếp không tọa. Đó đều là tướng thị hiện khác nhau, chẳng thể nhất loạt như nhau. Kinh Văn: bấy giờ đang lợi tới tam hiệu tam bồ đề, tán rằng đây là mục 2, 7 tòa. Thắng Thiên Vương Bát Nhã nói, chư thiên ai nấy đều hiến dâng một tòa, Đức Phật nhận để ngồi mà có được bồ đề. Ngài dùng thần lực mà gộp lại là một tòa, khiến chư thiên đó ai nấy đều chỉ nhìn thấy Phật nhận tòa của mình để có được bồ đề, phát tâm hoan hỷ, chẳng thấy Phật thu nhận các tòa khác mà ngồi. Cho nên đây cũng nói chư thiên làm tòa, chẳng phải là cùng nhau tạo chung một tòa. Kinh Văn: đúng vào lúc ngồi ở tòa này, tới thưởng mưa hoa này, tán rằng đây là mục ba giác hoa, hoa chất đống cao như núi Tu Di, biết rõ đó là tha thủ dụng thân. Kinh Văn: tứ vương chư thiên tới cũng lại như vậy, tán rằng đây là mục bốn nổi nhạc, chữ đọc là kỹ, chỉ nghệ thuật, nếu là nữ nhạc thì viết là, còn viết là thì vốn có nghĩa là đứng. Kinh Văn nhân tiện nên đã nói rằng thậm chí tới lúc cuối cùng thường cúng dường nhạc. Kinh Văn:
Chư tỳ kheo tới Tam Bồ Đề tán rằng đây là phần thứ ba thuyết về việc đắc đạo. Kinh văn: Phật ấy khi chưa xuất gia tới tên gọi là Trí Tích. Tán rằng dưới là đoạn thứ hai nói về việc chuyển chính pháp luân, có hai phần: phần đầu cũng giảng xin chuyển pháp luân, phần sau đoạn từ bấy giờ Đại Thông Chí Thắng Như La nhận lời thỉnh cầu của các vị Phạm Thiên Mười Phương trở xuống, nói về việc Phật nhận lời thỉnh cầu mà chuyển pháp luân cho. Phần đầu có hai mục. Mục đầu nói rõ 16 vương tử cúng giảng thỉnh chuyển. Mục sau nói rõ Phạm Thiên Vương cúng giảng thỉnh chuyển. Vì thân tộc thì hiện tiền, còn nếu chẳng phải là thân tộc thì chẳng hiện tiền. Mục đầu lại chia làm hai. Đầu tiên là tới cúng giảng Phật, sau đó là thỉnh chuyển pháp luân. Phần đầu này lại có hai mục nhỏ. Mục đầu nói về việc tới chỗ Phật. Mục sau nói về việc lễ tán Phật. Mục tới chỗ Phật có 5 ý. 1. Nói rõ là Phật tử. 2. Thuyết minh về việc đi tới chỗ Phật. 3. Cha đưa. 4. Ông đưa. 5. Dụng ý của việc tới chỗ Phật. Đây là ý đầu. Thà thụ dụng thân đều có cha mẹ vân vân. Kinh Cổ Âm Vương nói: Phật A Di Đà có cha là Nguyệt Thượng, mẹ là Thủ Thắng Diệu Nhan, có con, có ma vân vân. Vì trước hóa thất địa có phân đoạn tử nên có cha có mẹ vân vân. Vì hóa bát địa trở lên có biến dịch sinh, về lý thì không có sự này vì chẳng tử sinh. Vì tha thụ dụng thân được cùng kim luân đều ra, ông của Phật này là chuyển luân thánh vương. Kinh văn: Các con mỗi người đều có tới đi tới chỗ Phật. Tán rằng đây là ý thứ hai, đi tới chỗ Phật. Kinh văn: Các mẹ khóc lóc tới theo đến đạo tràng. Tán rằng đây là ý thứ ba, mẹ đưa ý thư từ ông tiễn đưa. Thế khóc có nghĩa là khóc lóc, chữ đọc là thế. Có chảy nước mắt thì gọi là thế, khóc không thành tiếng thì gọi là khóc. Kinh văn: Đều muốn thân cận tới tôn trọng, tán thán. Tán rằng đây là ý thứ năm, dụng ý của việc tới chỗ Phật. Kinh văn: Tới nơi rồi, đầu mặt tới lành thay, tốt lành vô thượng. Tán rằng đây là mục thứ hai, lễ tán có hai phần: một thân lễ, hai ngữ tán. Mục này gồm tám tụng chia làm ba phần: một tụng dưới đầu tán Phật nguyện mãn thắng đức, hai tụng tán Phật tu nhân thắng đức, bốn tụng rưỡi nói rõ dụng ý quy y tán lễ Phật. Đây là phần đầu. Cát có nghĩa là cát tường tốt lành, vì thiện sự viên mãn. Kinh văn: Thế Tôn rất hiếm có tới an trụ pháp vô lậu. Tán rằng đây là phần hai, tán tu nhân thắng đức. Ngồi một mạch 10 kiểu kiếp. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng có 10 kiểu ngồi. Một kiểu ngồi chuyển luân vương cho 10 điều lành. Hai kiểu ngồi tứ thiên vương, muốn hành tự tại đối với chính pháp chư Phật ở mọi thế giới. 3. Kiểu ngồi đế thích, hành tự tại đối với mọi chúng sinh. 4. Kiểu ngồi phạm thiên vương, tự tâm tha tâm được tự tại. 5. Kiểu ngồi sư tử, phân biệt diễn thuyết nghĩa rất sâu. 6. Kiểu ngồi chính pháp, muốn nói rõ về các lực tổng trì. 7. Kiểu ngồi kiên cố tam muội, cứu cánh đại bồ đề. 8. Kiểu ngồi đại từ, khiến kẻ ác tâm đều hoan hỷ. 9. Kiểu ngồi đại bi, nhẫn chịu được hết thảy mọi khổ não. 10. Kiểu ngồi kim cương, hàng phục được lũ ma cùng các ngoại đạo. Này đây chính là kiểu ngồi kim cương kiên cố tam muội, tĩnh nhiên là chỉ thân định, tâm đạm bạc chỉ tâm định. Chữ đọc là đạm, sách thuyết văn giải thích là an là tĩnh, có nghĩa là đạm nhiên an lạc. Sách thuyết vận nói nếu là trạng thái yên tĩnh thì chữ đạm nên viết là, nếu là vô vị không có vị gì thì nên viết là nhạc lạc. Nếu là điềm tĩnh thì nên viết là. Sách Ngọc Thư nói chữ có âm đọc là đàm, có nghĩa là tĩnh, là yên. Có chỗ viết là. Sách Thuyết Văn nói đọc là đam, có nghĩa là yêu, lo âu, chẳng phải là nghĩa trong kinh này. Trong Tự Thư viết là và cũng đọc là đạm, chữ ở đây đọc là bạc, cũng nghĩa là tĩnh. Ngọc Thiên giải thích là vô vi, như vậy thì đạm bạc có nghĩa là yên tĩnh. Có chỗ chép là, nhưng hai chữ này vốn có nghĩa là vô vị, không có vị gì, như vậy thì chẳng phải nghĩa trong này. Kinh văn: Này thấy Thế Tôn tới gieo mừng rất hoan hỷ. Tán rằng đây là phần ba có bốn tụng rưỡi, nói rõ ý đến quy y lễ Phật có hai phần. Đầu là một tụng nói rõ Phật đắc đạo, chúng con được ích lợi. Sau là ba tụng rưỡi giải thích lý do. Đây là phần đầu.
kinh văn. Chúng sinh thường khổ não tới mãi chẳng nghe danh Phật. Tán giảng dưới là phần giải thích lý do có hai mục. Đầu là hai tụng, nói rõ các chúng sinh chẳng cần thiện hữu nên bị luân hồi khổ sở. Sau là một tụng rưỡi, gặp được ích lợi cho nên quy lễ. Đây là mục đầu. Thường khổ đó là khổ đế, mù tối đó là do tập đế. Chẳng biết khổ hết đó là thuộc đạo đế, chẳng cầu giải thoát đó là thuộc diệt đế. Đối với bốn đế này đều chẳng nhận thức được, thiên chúng phúc đức tồn giảm, từ chỗ tối lại vào chỗ tối, chẳng nghe danh Phật. Chữ đọc là minh, theo Ngọc Thiên thì đọc là mính, có nghĩa như ám, muội, tối, tăm tối, có nghĩa là đêm. Minh minh có nghĩa là tăm tối, che lấp con mắt người ta, khiến không thể thấy gì